bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thách Danh Hài Thức. Đây là một game show hot nhất năm 2016 bà ơi. Năm nào không quan trọng, quan trọng là có hot hay không. Chúng ta có 60 giây để làm cho hai vị giám khảo hoặc là thức dậy hoặc là ngủ luôn. Và một tràng pháo tay để đến với thí sinh đầu tiên. Chào bạn, giới thiệu về mình đi rồi thi. Dạ chào chị, em xin chào ban giám khảo. Em xin tự giới thiệu tên của em. 6 giây bắt đầu. Trời ơi em chưa đếm. 59. Chị ơi. 45. Sao đếm liền rồi. 40. 35. 20. Chưa gì. 15. 5. 3. 1. Hết giờ. Đi về. Quẹo phải liền. Rồi chúc mừng bạn. Cái này. Cái này. Và mình hứa lấy cười. Bạn đã vượt qua được vòng 1.